thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên bạn bè và người thân yêu. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày 23 tháng 12 năm 2023 chỉ còn một ngày nữa là thông xe tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, thì mình sẽ chạy dọc tuyến Mỹ Thuận Cần Thơ cho quý vị được biết tiến độ hoàn thành tới đâu rồi. Mình sẽ bắt đầu chạy từ cầu Mỹ Thuận 2 xuống nút giao Trà và thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, thưa quý vị. Mong quý vị và các bạn xem hết video để biết được cao tốc hoàn thành tới đâu rồi. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ bắt đầu từ km 107+363 tại nút giao quốc lộ 80 thuộc tỉnh Vĩnh Long và kết thúc tại km 130+337 tại nút giao cầu Trà và thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là một phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến có tổng chiều dài 23 km. Và đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Phần đi qua các huyện của Vĩnh Long là thành phố Vĩnh Long, Long Hồ, Bình Tân và thị xã Bình Minh. Và đi qua một phần của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thiết kế giai đoạn 1 có 4 làn đường, mặt cắt ngang rộng 17 m và có làn dừng khẩn cấp. Với vận tốc thiết kế tối đa là 80 km/h và vận tốc tối thiểu là 60 km/h. Dự kiến đưa vào hoạt động đoạn từ đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 tới đường tỉnh DT908 vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Còn đoạn từ đường tỉnh DT908 đến nút giao Trà và sẽ được hoàn thành trong năm 2024, thưa quý vị. Và bên đơn vị tổ chức sự kiện đã lắp đặt sân khấu gần xong, chuẩn bị cho lễ khánh thành đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đoạn từ đường dẫn kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 tới đường tỉnh DT908. Và mời tất cả quý vị và các bạn cùng đi với mình nha. Let's see go. Biển chỉ dẫn đã được lắp đầy đủ rồi, thưa quý vị. Theo như bảng chỉ dẫn này thì có hai lối ra trên đường cao tốc, một là đường tỉnh DT908 cách 15 km và lối ra thứ hai là quốc lộ 1A tại nút giao Trà và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Yeah.
found some wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Mình đi ngược nắng nên hình ảnh không được đẹp lắm, mong quý vị thông cảm ạ. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Biển báo này nhằm chỉ dẫn cho người điều khiển phương tiện giao thông biết là sắp có làn dừng khẩn cấp để dừng xe khi không may có sự cố.
biển nhắc nhở người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn. Biển chỉ dẫn cách lối ra khỏi cao tốc 4 km.
biển chỉ dẫn cách lối ra đường tỉnh DT9082 km và hướng ra quốc lộ 1A và huyện Bình Tân. Gần tới lối ra thì biển báo sẽ nhiều hơn thưa quý vị. Đây là nút giao đường tỉnh DT908. Mình sẽ đi ra khỏi cao tốc và rẽ về đường tỉnh 908 hướng đi quốc lộ 50 từ nhé. Đây là lối ra khỏi cao tốc đi từ Mỹ Thuận xuống Cần Thơ và mình rẽ về hướng quốc lộ 54 theo đường tỉnh 908. Mọi người cứ thắc mắc sao cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ không có trạm thu phí. Vâng, trạm thu phí sẽ được lắp đặt tại vị trí này, tại vị trí đường vào ra cao tốc của nút giao đường tỉnh DT908, và vị trí thứ hai sẽ được đặt tại vị trí km 128 của nút giao Trà và xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đến sau đường tỉnh DT908 sẽ đi thẳng qua cầu vượt cao tốc này, chạy thẳng sẽ kết nối với quốc lộ 1A, thưa quý vị. Mình đi thẳng sẽ ra quốc lộ 1A.
và đi ngược lại xẻ ra quốc lộ 54 ạ. Thẳng hướng này sẽ ra quốc lộ 54 và rẽ trái xẻ vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đây có biển báo cấm rẽ trái đối với các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe máy, xe kéo, đi bộ v.v. Và đây là điểm vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ đường tỉnh DT908 từ hướng quốc lộ 54 cũng có biển cấm rẽ phải với các phương tiện thô sơ. Sao sẽ đắt trạm thu phí tại vị trí này quý vị ơi? Rẽ phải là đi về Cần Thơ. Trước khi vào hay ra cao tốc cũng có rất nhiều biển báo, biển chỉ dẫn an toàn giao thông.
đoạn từ đây cho tới cuối tuyến chắc phải trong năm 2024 mới hoàn thành được thưa quý vị. Biển báo sassy này khi vào hoạt động, bên quản lý đường cao tốc sẽ in số điện thoại của họ lên hoặc sẽ in số điện thoại cứu hộ lên ạ, nhằm mục đích cho người tham gia giao thông gọi trợ giúp khi gặp sự cố trên đường cao tốc. Biển thông báo 750m nữa là đến trạm thu phí. Thank you.
Vị trí này sau này sẽ lắp trạm thu phí thưa quý vị, vậy nên đường chỗ này cực kỳ rộng ạ. Tại nút giao cầu Trà và thì bên đơn vị thi công đèn điện chiếu sáng đã lắp đặt hệ thống cột đèn điện chiếu sáng đã xong. Và hệ thống biển báo an toàn giao thông, biển chỉ dẫn cũng đã lắp đặt rồi ạ. Tại vị trí này dễ phải là về Đồng Tháp, còn đi thẳng sẽ lên cầu Trà và đi thẳng về Cần Thơ. Mình đang đứng tại cầu Trà và lớn và quốc lộ 1A hiện hữu. Và đây là biên báo được đặt tại quốc lộ 53. Đây là đường vào cao tốc từ quốc lộ 53 hướng đi Cần Thơ. Tại vị trí mình đứng là quốc lộ 1, nếu rẽ trái xẻ về Cần Thơ còn rẽ phải xẻ vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và đi về hướng Mỹ Thuận thưa quý vị.
Đây là đường vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ từ quốc lộ 1A tại địa phận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.